Tiếp tục ngăn chặn việc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đến kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ thị trường Tết năm 2024 trên địa bàn huyện Hòa Bình. Tại các nơi đến, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra các thủ tục hồ sơ hành chính pháp lý của các cơ sở kinh doanh như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đoàn còn tiến hành kiểm tra về điều kiện bảo quản sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, hàng sử dụng của các loại hàng hóa, kiểm tra việc niêm yết giá. Đồng thời, đoàn cũng đã tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm, không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Các loại hàng hóa phục vụ Tết đều có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.